Khi thân mến, Đại sứ Kristen Pring nói Hoa Kỳ muốn hỗ trợ ngư dân Việt Nam trước đe dọa trên biển. Tin đến từ Hà Nội, truyền thông nhà nước Cộng sản Việt Nam đưa tin Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đã nhờ Kristen Pring nói Hoa Thịnh Đốn mong muốn hợp tác cùng Hà Nội nhằm phát triển nghề cá một cách bền vững và hỗ trợ ngư dân Việt Nam trước những đe dọa trên Biển Đông. Đại sứ Kristen Pring phát biểu sau lễ ký kết biên bản ghi nhớ được gọi tắt là MOU nhằm tăng cường khả năng thực thi pháp luật thủy sản và cai quản ngành đánh cá giữa cơ quan phòng chống ma túy và thực thi pháp luật quốc tế được gọi tắt là INL thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam vào ngày 22 tháng 7. Các quý vị, theo nội dung biên bản, phía Hoa Kỳ sẽ chia sẻ thông tin và kinh nghiệm cho phía Việt Nam thực hiện dự án và chương trình hỗ trợ kỹ thuật để giúp Tổng cục Thủy sản và Cục Kiểm ngư Việt Nam tăng cường năng lực. Việc thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác giữa Việt Nam, Hoa Kỳ và các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế sẽ bảo đảm duy trì nguồn lợi sinh vật biển và đấu tranh phòng chống đánh bắt cá bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định. Quý vị thân mến, vào tháng 2 năm 2021 tới đây, INL dự kiến sẽ bàn giao cho Cơ quan Kiểm ngư Việt Nam một trung tâm huấn luyện tại Chi cục Kiểm ngư vùng 5 Phú Quốc. Trung tâm này sẽ giúp nâng cao đáng kể năng lực cho Cơ quan Kiểm ngư cũng như lực lượng kiểm ngư địa phương tại 28 tỉnh duyên hải của Việt Nam. Quý vị thân mến, kể từ năm 2015, phía Hoa Kỳ và Tổng cục Thủy sản Việt Nam đã hợp tác nâng cao khả năng thực thi pháp luật thủy sản và cai quản nghề cá thông qua nhiều khóa đào tạo kỹ thuật. Các đơn vị Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ đã đồng ý cho hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt đến Việt Nam. Đô đốc Phillips Davidson, chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ cho biết, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ được gọi tắt là CDC đã ký vào kế hoạch ban đầu cho phép hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt của Hải quân Hoa Kỳ đến thăm Đà Nẵng, Việt Nam vào đầu tháng 3 năm 2020. Chuyến thăm kéo dài 4 ngày này có mục đích kỷ niệm quan hệ ngoại giao 25 năm giữa hai nước. Kính thưa quý vị, tuy nhiên sau đó một đợt bùng phát dịch coronavirus đã diễn ra ngay trên chiếc hàng không mẫu hạm này. Đô đốc Davidson cho biết thêm, các biện pháp giảm thiểu trong chuyến thăm hàng hải cảng trên được thực hiện theo lời khuyên của các chuyên gia y tế, bao gồm CDC, đại diện CDC tại Việt Nam và trên toàn bộ hệ thống y tế của Hải quân Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, quyết định cho phép chuyến thăm được đưa ra dựa trên vào sự cộng tác và hiểu biết đầy đủ về những gì CDC đã thiết lập trên toàn thế giới. Nó cũng hoàn toàn phù hợp với các tiêu chuẩn của Bộ Ngoại giao về du lịch. Kính thưa quý vị, theo tờ Washington Times đưa tin, hơn 1.000 thủy thủ trên hàng không mẫu hạm đã bị nhiễm COVID-19 sau chuyến thăm Việt Nam. Các viên chức Hải quốc ban đầu tin rằng virus có thể đã xuất hiện trên hàng không mẫu hạm Roosevelt do một trong số các chuyến bay tiếp tế thường xuyên cho tàu. Tuy nhiên, sau đó họ lại kết luận rằng chính việc cập bến tại Đà Nẵng đã gây ra dịch bệnh trên hàng không mẫu hạm. Kính thưa quý vị. Trong khi đó, thì châu chấu từ Trung Cộng đã bay sang Việt Nam. Tin đến từ Việt Nam. Theo báo VN Express ngày 24 tháng 7 năm 2020 loan tin, châu chấu tre lưng vàng từ Trung Cộng đã bay tràn sang xã Xín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên gần một tuần nay. Số lượng châu chấu dày đặc với mật độ trung bình từ 100 đến 400 con trong 1 mét vuông. Hiện nay có khoảng 20 hecta rừng tre ở xã Xín Thầu bị châu chấu đậu dày đặc. Cũng những cây tre này đã bị chúng ăn trụi lá rồi tràn xuống các ruộng ngô của người dân, gây thiệt hại khoảng 20 hecta. Ông Nguyễn Trọng Kiến là trưởng cơ quan bảo vệ thực vật tỉnh Điện Biên cho biết, cơ quan đã cử người xuống địa bàn để theo dõi vị trí di chuyển của đàn châu chấu nhằm khoanh vùng và tính cách tiêu diệt. Theo ông Kiến, đây là lần đầu tiên châu chấu từ Trung Cộng tràn sang Việt Nam và ông đoán rằng rất có thể các huyện biên giới của Trung Cộng đang phun thuốc diệt châu chấu nên chúng đã bay sang Việt Nam lánh nạn. Ông Nguyễn Huy Dương, Phó Cơ quan Bảo vệ Thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cộng sản Việt Nam khẳng định, châu chấu tre lưng chỉ thích ăn lá rừng tre nứa, ở những nơi ít tre nứa thì chúng sẽ ăn bắp. Ông Dương hy vọng vài ngày sau đàn châu chấu này sẽ đi nơi khác để các cây đã bị ăn lá được phục hồi. Kính thưa quý vị, được biết trong những tháng qua, cùng với sự xuất hiện của coronavirus, thì nạn châu chấu cũng đã bùng phát ở nhiều nước, trong đó có Trung Cộng. Lượng châu chấu xuất hiện dày đặc đến mức chúng đi đến đâu thì các cái lương thực bị tiêu diệt đến đó. Kính thưa quý vị. Trong khi đó, thì Indonesia bắt giữ ngư dân trên tàu đánh cá Việt Nam sau một cuộc ẩu đả trên biển. Tin từ Jakarta, Indonesia đã bắt giữ 2 tàu đánh cá Việt Nam sau một cuộc ẩu đả trên biển với các ngư dân. Những người này đã cố gắng tránh khỏi việc bị bắt. Theo tờ AFP đưa tin, các viên chức hàng hải đã lên tàu vì nghi ngờ các ngư dân hoạt động bất hợp pháp ở khu vực rìa Biển Đông. Bên cạnh đó, các viên chức đã có một cuộc ẩu đả với các ngư dân trên tàu trong khoảng 2 giờ đồng hồ. Quý vị thân mến, một số ngư dân đã ngã xuống nước trong lúc diễn ra một cuộc ẩu đả nghiêm trọng trên. Những thông tin trên được công khai lần đầu tiên vào hôm thứ Tư, ngày 22 tháng 7, ông Maruf là thuyền trưởng một tàu thuộc Bộ Hàng hải Indonesia cho biết, thuyền trưởng từ một tàu đánh cá Việt Nam đã cố gắng chống trả và tấn công các viên chức bằng kéo, nhưng họ đã kiểm soát được tình hình. Ngoài ra, lực lượng hàng hải Indonesia còn giải cứu các ngư dân bị rơi xuống biển. Quý vị thân mến, sau đó gần 20 công dân Việt Nam và Campuchia đã bị bắt giữ. Indonesia cho biết việc đánh bắt cá bất hợp pháp gây thiệt hại hàng tỷ Mỹ Kim hàng năm cho quốc gia này và họ đã cố gắng ngăn chặn các tàu ngoại quốc xâm nhập lãnh thổ của họ. Hồi tháng 3 năm 2020, cơ quan hàng hải Indonesia đã bắt giữ 5 tàu cá Việt Nam và gần 70 ngư dân trong khu vực. Kính thưa quý vị, coronavirus khiến nhà hàng Việt Nam tại Anh Quốc đứng trên bờ vực, chủ tiệm kêu gọi sự giúp đỡ. Một chủ nhà hàng Việt Nam tại Talworth, Anh Quốc nói rằng anh ta đang phải vật lộn để trả tiền thuê nhà do ảnh hưởng của coronavirus và lo lắng rằng anh sẽ phải ngừng hoạt động kinh doanh vào tháng tới nếu tình hình không được cải thiện. Theo tờ My London đưa tin, chủ nhà hàng tên là anh Phạm Văn Nho, chủ nhân và quản trị chính của nhà hàng Lê Trần, đồng thời là đang học năm cuối để lấy bằng tiến sĩ PhD. Anh Phạm nói với tờ Local Democracy Reporting Service rằng anh phải trả 2.000 bảng tiền thuê nhà cho mỗi tháng, nhưng một số ngày anh chỉ nhận được 2 hoặc 3 đơn đặt hàng mang đi và rất ít khách hàng đến nhà hàng để ngồi ăn. Anh cho biết anh phải trả tiền nhà, nhân viên và cá nhân anh thậm chí còn không có lương, nhưng anh vẫn để nhà hàng hoạt động vì muốn nhà hàng Việt Nam tồn tại trong khu vực này. Kính thưa quý vị, Lê Trần vẫn là một nhà hàng tương đối mới ở Talworth và mở cửa chưa đầy một năm. Mặc dù đã thiết lập một trạm khử trùng ở cửa trước, một hệ thống đặt bàn và các bàn tách biệt để giữ mọi người cách nhau ít nhất là 2 mét, nhưng anh nói rằng mọi người vẫn sợ bước vào nhà hàng. Quý vị thân mến, sau khi anh đăng trên Facebook kêu gọi sự giúp đỡ trong tuần này, đã có khoảng 15 đến 16 khách hàng đến nhà hàng. Anh cho hay nếu số lượng này giữ vững mỗi ngày, nhà hàng anh vẫn có thể tiếp tục. 600 phi công tiếp viên hàng không Việt Nam đều dùng chung một phiếu kết quả siêu âm tim, tin đến từ Việt Nam. Theo báo Tuổi Trẻ ngày 25 tháng 7 năm 2020 loan tin, có 154 phi công và 470 tiếp viên hàng không đang làm việc tại hãng bay ở Việt Nam đã dùng chung một phiếu kết quả siêu âm tim, rồi nhân viên thành nhiều bản để làm hồ sơ sức khỏe dự tuyển. Các phiếu siêu âm tim này được thực hiện trong thời gian từ tháng 7 cho đến tháng 11 năm 2019. Tất cả chúng đều có các chỉ số kết quả siêu âm giống nhau. Quý vị thân mến, sau khi sự việc bị phanh phui, bác sĩ Lê Minh Tuấn làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc là người được Trung tâm Y tế Hàng không thuê làm siêu âm tim và ký các phiếu kết quả siêu âm tim cho các phi công, tiếp viên đã thừa nhận tất cả chữ ký trên các phiếu siêu âm tim của phi công và tiếp viên đều không phải chữ ký của ông. Trước sự việc nói trên, Cơ quan Hàng không Cộng sản Việt Nam đã yêu cầu Trung tâm Y tế Hàng không phải kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ giám định sức khỏe của hơn 600 phi công và tiếp viên, đồng thời phải thực hiện siêu âm lại cho họ. Kính thưa quý vị, đồng thời Cơ quan Hàng không yêu cầu Trung tâm Y tế Hàng không tạm thời đình chỉ công việc giám định sức khỏe cho các nhân viên hàng không từ ngày 1 tháng 4 năm 2020. Điều khiến cho dư luận Việt Nam quan tâm là những phi công và tiếp viên trên đã thuộc vào hãng hàng không nào đang kinh doanh tại Việt Nam thì lại không thấy báo Vietnamnet đề cập đến, bởi đây là quyền lợi liên quan đến tính mạng của những hành khách. Kính thưa quý vị. Quý vị thân mến, Việt Nam hy vọng tự sản xuất vaccine COVID-19 vào tháng 10 năm tới, tin đến từ Hà Nội. Bộ Y tế cho biết hiện nay Việt Nam có 4 nhà sản xuất và cơ quan nghiên cứu đang tập trung nghiên cứu sản xuất vaccine COVID-19 và dự tính cho đến tháng 10 năm 2021 sẽ có sản phẩm cho người dân trong nước. Truyền thông nhà nước dẫn thông tin trên một buổi hội thảo của Bộ Y tế tổ chức tuần qua. Trong hội thảo, quyền Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết đang hoàn thiện hướng dẫn quy trình để xem xét thẩm định, phê duyệt về thử nghiệm lâm sàng, kiểm định, cấp phép lưu hành vaccine COVID-19 trong trường hợp khẩn cấp. Việt Nam có 4 nhà sản xuất vaccine là Vabotech, Bolivac, Ivac và Nanogen đang tham gia nghiên cứu sản xuất vaccine COVID-19 theo hướng khác nhau. Quý vị thân mến, Bộ Y tế nói bước đầu cho thấy kết quả khả quan. Trong đó, loại vaccine do Ivac hợp tác nghiên cứu với trường đại học y khoa Icahn tại Mount Sinai, New York, là nhà sản xuất GPO của Thái Lan và nhà sản xuất Butantan của Brazil được cho là có tính khả thi cao. Kính quý vị, Việt Nam dự tính sẽ bắt đầu thử nghiệm vaccine trên người giai đoạn 1 vào tháng 10, tháng 12 trong năm nay và sản xuất lô thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2-3 ngay sau đó. Cho dù đã khống chế thành công COVID-19, Việt Nam đang đối mặt với tái bùng phát từ nguồn lây nhiễm từ phía Trung Cộng khi có hàng chục công dân Hoa Lục nhập cảnh bất hợp pháp vào Việt Nam. Kính thưa quý vị, trong tuần qua, nhà chức trách phát hiện có 2 nhóm người Hoa Lục, tổng cộng 48 người nhập lậu vào Việt Nam và đang cư trú ở Đà Nẵng và Quảng Nam, trong đó có 1 người dương tính với coronavirus.